chưa hề đặt chân tới nước Úc một lần nào hết mà vẫn có được thường trú nhân Úc, là có được cái định cư Úc đó các bạn. À, là định cư vĩnh viễn luôn nha, chứ không phải là định cư vài vài tháng rồi đi về không, không, hoặc là vài năm đi về không. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Michael Tân Nguyễn. Mình và Cường hôm nay cũng lại chia sẻ với các bạn những cái chủ đề nó liên quan đến cái việc mà cái cách mà Cường đã đi định cư Úc như thế nào. Ok, rồi bây giờ mình chào Cường. Dạ, chào Tâm. Rồi, Chào hôm mọi nay người. Cường sẽ chia sẻ cho mọi người cái cách mà Cường làm giấy tờ như thế nào. Thì tất nhiên nó sẽ không chuyên sâu được đâu nha các bạn. Ở cái cách Dạ. Cường học anh như thế nào để cho mọi người biết là làm sao mà để tính được điểm định cư, rồi cái cách mà đi nộp hồ sơ để mà xin gọi là cái ICS đó đúng không? Dạ. Australia Computer Computer Association. Dạ. Association. Đó. Thì các bạn đi đi làm những cái giấy tờ đó như thế nào, rồi cái thủ tục như thế nào, Cường sẽ chia sẻ cái video này cho các bạn ha. Rồi xin mời Cường, thì Cường sẽ chia sẻ cho mọi người biết cái background của Cường về IT chút xíu, rồi sau đó là tới cái vấn đề là giấy tờ như thế nào. Rồi. Xin chào mọi người. Thì cái background của mình á là mình học IT bên Việt Nam, mình học Bachelor. Thì Trường nào cơ? mình học trường khoa học tự nhiên, nhưng mà mình cũng không phải ngôi sao gì đâu. Đầu tiên là mình học cao đẳng, hệ cao đẳng. Sau đó mình học xong cao đẳng thì mình sẽ học chuyển tiếp lên hành trình để lấy bằng đại học. Nên Rồi. mình không có giỏi như các bạn học trực tiếp lên đại học, hoặc là một số các bạn còn siêu sao hơn nữa. Thì mình cũng dạng lằng nhằng thôi. Cho mình ngắt cái này luôn. Dạ. Nếu mà chỉ có bằng cao đẳng không, có đi qua Úc được không? Câu trả lời là vẫn có thể được. Dạ. Rồi, vẫn đi được nhưng mà nó ít điểm hơn đường đại học đúng không? Cao Dạ. đẳng thì chỉ được 10 điểm thôi, còn đại học thì được 15 điểm nha các Dạ. bạn. Chứ không phải là các bạn không không có bằng đại học không đi được, có đi được các bạn. Và ngoài Dạ. IT ra còn có những ngành khác không Cường? Dạ, còn rất là nhiều nghề khác không nhất thiết phải có bằng cao đẳng. Ví dụ như mình biết một số các bạn bè của mình là chỉ học nghề bếp thôi, họ chỉ có certificate thôi bằng nghề á. Và một số ngành khác, ví dụ như ngành bên xây dựng thì sẽ có cái ngành như là kỹ sư công trình, hoặc là một số cái ngành nó Lót rất gạch, là gạch cũng được, dạ có lót gạch, rồi thợ điện, dạ ổn nước, bạn chỉ cần có bằng cao đẳng thôi là đủ rồi. Và đặc biệt những bạn nào mà học cao đẳng mà nghề giống như học cao đẳng của Cao Thắng hay là những cái cao đẳng nghề đó đó các bạn, đó là các bạn rất là dễ đi Úc nha. Chứ không phải, nó có hai dạng tay nghề cao và tay nghề thấp, mình nói vậy thôi nha. Mình không có phân biệt cái người nào cao người thấp, là cái này mình nói rõ là tay nghề nha các bạn. dạ Tay dạ nghề thấp, tay nghề bạn bạn giống như bạn 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 dài đi đó là tay nghề nghề thấp đó. Ví dụ bạn mở ra đóng lại rồi bạn sửa chữa rồi cái đó mình gọi là tay nghề thấp, ok, chứ không phải là cái con người thấp. Bạn ơi, làm ơn chứ mình không có biết phân biệt người này người kia, mình chỉ nói là dạ tay dạ nghề thôi. Rồi còn tay nghề cao là dùng cái này đó, nói vậy thôi chứ mọi người khỏi. Tay nghề dùng cái này thì như bác sĩ nè, kỹ sư nè, những cái người này là phải có bằng đàng hoàng chứ, bạn muốn đi chữa bệnh cho người ta không có bằng không đó. Hoặc là IT giống như Cường là cũng phải suy nghĩ về cái đầu cũng hơi như cái đầu chưa đó. Rồi thì để mà có visa định cư ở bên các cái nước như Úc á, thì Úc giống như các nước như Canada hoặc New Zealand á, thì họ sẽ chọn những người có tay nghề. Đó là họ có rất là nhiều dòng visa, thì một trong nhiều dòng đó là cái dòng liên quan đến tay nghề, tức là họ cần nhân công có tay nghề từ overseas, từ các nước ngoài á, để đến nước họ để đang đóng thiếu, góp vô nền kinh tế của họ. Đúng rồi, các cái nghề mà họ đang thiếu hụt á. chứ các bạn đừng đi vô cái nghề như họ đang dư. Dạ. Là chẳng đâu các bạn, đâu các bạn cứ tưởng tượng tượng đi, nó đang dư cái nghề đó mà bạn vô đầu vô dư, bạn vừa tiếng Anh không bằng người local, bạn bạn không có quen cái nền văn hóa làm sao bạn vô được đúng không? Đó, Dạ. ví dụ có một cái cách đây vài ngày mình có đọc một cái bài báo ở trong Bộ Di trú, Bộ Di trú nói là cái nghề mà chăm sóc người già là aged care, và cái nghề y tế, y tá chứ quên lộn, y tá, Dạ. hoặc là những cái nghề nào liên quan tới y tế là các bạn vô mánh rồi Dạ. đó. Dạ. Nước Úc đang welcome, nó mở rộng hai tay hai chân, nó ôm Dạ. bạn vào lòng, nước nào cũng vậy luôn chứ đừng nói nước Úc. Và đặc biệt Dạ. tới nước Úc có những cái benefit
rất là tốt, như là Cường video trước Cường cũng có nói với các bạn rồi đó. Rồi ok, rồi bây giờ Cường có thể chia sẻ với mọi người là Cường Cường đã có bằng cao đẳng rồi, Cường học lên đại học. Cường cũng muốn mình thôi, mình cũng đâu học giỏi, học bách khoa nhưng mà mình bỏ học bách khoa giữa chừng, thì xong mình Úc đây thì mình tại vì mình bỏ học bách khoa giữa chừng nên mình qua đây mình được học, đầu tiên qua đây mình học cao đẳng 2 năm trước đó, mà mình học 2 năm này là mình học hospitality management chứ mình không có học IT. Sau đó mình chuyển qua mình học thì mình học cao đẳng 2 năm để cho mình biết cái nghề cao đẳng này như thế nào. Nói chung là ông lúc này mình học từ cao đẳng tới đại học tới thạc sĩ tới tiến sĩ luôn nên mình biết đó. Nói chung các bạn mà muốn nói về giáo dục Úc mà liên lạc với mình đó, mình học từ đầu tới cuối. Cái mục đích của mình đó là mình học để mình hiểu coi cái nền giáo dục này nó khác với Việt Nam như thế nào học cho biết, giống như ba mình nói mày học làm gì cho lắm, mày học chữ nó ra dao mày lại nói con đi lấy vợ chứ không biết 30 tuổi chưa chịu lấy vợ đó, mình lấy vợ năm 32 tuổi rồi. Chủ đề hôm nay ha, cao đẳng cũng được, đại học được, thạc sĩ cũng được, tiến sĩ cũng được, bạn muốn học gì đó mà học miễn có bằng là được rồi, thậm chí bằng nghề cũng được đó, không cần cao đẳng, học giống như kiểu ở Việt Nam gọi là gì đó, nghề phổ thông là gì đó, trung cấp, đúng rồi, trung cấp thôi đúng không, certificate 3, certificate 4 là giống như trung cấp vậy đúng không. Đúng rồi, đúng rồi. Nói đó. Ở bên này nó có phân biệt ra là cao đẳng là diploma và advanced diploma, đúng không? Dạ. Cao đẳng mình và cao đẳng cao cấp Dạ. kiểu đó đó các bạn. Nó nói về giáo dục mình nói bữa nào nói đi cả ngày luôn á. Rồi ok, rồi xong đó là Cường học rồi đúng không, là học xong rồi đó, là Cường đạt điểm điểm để phần học rồi bây giờ tới kinh nghiệm đi làm, Cường đi làm được bao nhiêu năm trước khi Cường apply xin tịch thường trú Úc? Mình đi làm hơn 8 năm, nhưng mà đúng rồi, mình đi làm hơn 8 năm trước khi mình bắt đầu apply vô cái visa Có những bạn Úc. 3 năm, 5 năm được không? Hay là phải hơi 8 năm giống như Cường? Cường nghe nói 8 năm các bạn bỏ chạy hết rồi. Đúng rồi, thì cái thang điểm tính định cư của Úc á, xíu mình sẽ liệt kê tất cả những cái yếu tố trong cái thang điểm đó, trong đó cái yếu tố quan trọng là cái kinh nghiệm làm việc, số năm kinh nghiệm làm việc, tại vì mình đang nói về cái dạng mà dạng định cư dạng tay nghề á, thì họ cần những cái người có kinh nghiệm, thì nó sẽ chia ra làm ba cái cấp độ nhỏ trong cái thang điểm định cư của Úc liên quan đến cái số năm kinh nghiệm làm việc. Thứ nhất là 3 năm kinh nghiệm, nếu mà dưới 3 năm đó thì mình chỉ qualify thôi, mình không có điểm. 3 năm á, thì mình sẽ có 5 điểm, 5 năm mình sẽ có 10 điểm, và nếu mà mình từ 8 năm trở lên á, mình sẽ có 15 điểm. Tuy nhiên á, mình đi làm hơn 8 năm trước khi mình apply rồi, tuy nhiên là trong cái giai đoạn 8 năm đó mình không có làm liên tục, mình có một số cái giai đoạn gap, mình đi học thêm về tay nghề, về cái bằng cấp liên quan đến IT, rồi mình nhiều khi có một số giai đoạn mình làm cái chuyện cá nhân nữa nên mình không có liên tục. Mà cái việc tính cái số năm kinh nghiệm của Úc á, họ cần liên tục, tức là họ nói là trước khi cái thời điểm trước khi mình apply á, trong 10 năm gần nhất á, bạn có bao nhiêu năm, 3 năm, 5 năm hoặc là 8 năm, trong 10 năm gần nhất đó thì bạn sẽ được. Dẫn đến là mình đi làm nhiều hơn cái 8 năm đó rồi, nhưng mà mình không liên tục trong 10 năm gần nhất. Dẫn đến là mình chỉ có đạt được cái level thứ hai là 5 năm thôi, trên 5 năm thôi. Mình chỉ được 10 điểm Ủa, trên total 15 điểm. cho mình ngắt lời xíu. Ví dụ trong 10 năm đó đi ha, trong 10 năm mà đi làm IT đi, hoặc là trong 10 năm đi làm đi, khỏi nói IT. Cường có tổng cộng là 8 năm đúng không? Nhưng mà bây giờ mình ví dụ Cường làm 5 năm, xong Cường nghỉ 1 năm, rồi sau đó Cường làm 3 năm nữa, rồi sau rồi cái thời gian cuối cùng là Cường không đi làm gì luôn. Rồi bây giờ nó tính điểm sao? Thì 5 năm là 1 năm không đi nè, sau đó làm 3 năm lại nè, sau đó thì lại nghỉ, nghỉ luôn. Thì mình phải tính back lại, mình phải tính ngược lại trong 10 năm gần nhất, tính từ thời điểm mình apply á, thì trong 10 năm đó mình đi làm được bao nhiêu năm thì mình có cộng vậy thôi. Vậy 8 năm. Ví dụ như tại vì mình nói vậy là tại vì nếu mà mình nghỉ luôn á, ví dụ cái thời gian mình nghỉ luôn cuối cùng á nó là 3 4 năm rồi á, thì mình tính ngược lại 10 năm á, thì cái giai đoạn đầu tiên đi làm 5 năm á, Không nó sẽ bị không rồi. nằm lọt trong cái 10 năm gần nhất, dẫn đến là mình sẽ không được tính được 5 năm đó, không tính được Ủa, chọn 5 năm đó. mình ví dụ như mình nói là cái 12 năm đi,
là cường nghỉ cuối cùng á, cuối cùng một năm á là cường nghỉ 12 năm, vậy mình không lấy được 2 năm đầu tiên của 5 năm đó không được hả? Mình bỏ Dạ 2 năm không, đó, dạ lấy mình 3 phải năm. bỏ đây. Ví dụ như hôm nay là năm Ví dụ 2020 như đúng thế không? nào? Nó Đây chỉ là 10 tính năm. Ok. Đầu tiên là 5 năm cường làm, xong đó hôm nay bỏ. Rồi sau đó làm 2 năm, à, làm 3 năm xong rồi bỏ, ví dụ vậy. Rồi. Rồi cường nghỉ thêm 2 năm nữa, đó là 12 năm đúng không? đúng Rồi. rồi. Cường không được quyền bỏ 2 năm đầu tiên hả? Rồi lấy 3 năm Thì chứ không. Không được. cái 5 năm đầu tiên đó mình sẽ không tính được 2 năm đầu, mình chỉ tính được 3 năm sau của cái 5 năm đầu tiên thôi. 3 năm này với bằng 3 năm này rồi còn đâu nữa, đúng không? Tức là 3 năm cộng 3 năm trong 5 năm đầu 6 năm. tiên cộng với 3 năm sau đó là 6 năm, total 6 Đó, năm. rồi. Rồi tuyệt rồi. Rồi các bạn hiểu nha. Đó các bạn. Còn nhiều người á thì ở Việt Nam các bạn còn làm cái bùa chú rồi sao cho các bạn được 10 năm luôn, thì cái đó mình không nói ở đây ha. Có những cái cách nào đó thì người Việt Nam mà các bạn biết mà rất là thông minh mà. Rồi, ok bỏ qua vấn đề đó đi ha. Rồi, điểm điểm rồi Cường nói thêm về điểm tuổi nữa, Cường bị bất lợi về điểm tuổi như thế nào ha. Hồi nãy giờ là mình nói điểm đại học nè, đại học hoặc là cao đẳng rồi đúng Tăng không? bằng cấp đúng rồi, Nói kinh nghiệm rồi. kim lịch. Đi qua đây bằng dạng tay nghề thì các bạn phải có tay nghề chứ, đúng không? Để phải có kinh nghiệm. Còn nếu bạn nào đi qua đây theo dạng doanh nhân, dạng gia tài năng đồ này nọ thì phải có doanh nghiệp và có tài năng. Đó, đó. Bây giờ chuyển qua vấn đề tuổi, Cường bị mất điểm tuổi khi mà mất thôi nha, là giảm á, bị giảm điểm tuổi khi mà Cường bị quá tuổi. Quá tuổi đây là quá tuổi cao nhất nhưng mà vẫn có điểm. Rồi, Vẫn Cường có điểm. nói cho biết luôn. Thì liên quan đến điểm tuổi á, thì idea chung á, là họ muốn cái người có tay nghề nhưng mà phải trong độ tuổi làm việc nữa. Ví dụ như có tay nghề mà già quá, ví dụ như sắp nghỉ hưu rồi thì họ cũng không có họ không có ưu tiên. Thì thang điểm cụ thể như sau: nếu mà bạn từ 18 đến 25 á, bạn sẽ có 25 điểm cho cái thang điểm tuổi. Cho cái từ từ 25 đến 33 là cái độ tuổi lao động đẹp nhất á, là họ sẽ cho mình 30 luôn, 30 điểm luôn. Và từ 33 đến 40 á, là cũng hơi già già rồi đó, là chỉ còn 25 điểm thôi, nó sẽ giảm 5 điểm so với tuổi đẹp nhất. Là mình á, là trường hợp của mình á, lúc mình apply thì mình đâu đó 35, 36 rồi. Đó, thì lúc đó mình chỉ còn 25 điểm tuổi thôi. Còn nếu mà bạn trên 40 mà dưới 45 á, thì mình chỉ còn 15 điểm thôi. Còn trên 45 là không được nộp nha các bạn. 45 là hết tuổi lao động rồi. Thôi bạn chuyển qua visa loại khác nha. Bạn nào ở trung tâm thì mình sẽ hướng dẫn các bạn qua cái dạng visa theo doanh nhân, ok, hoặc là những cái visa đặc biệt khác mà doanh nhân thì cũng ok. Và bạn đường đi của bạn thì nếu bạn chưa có doanh nghiệp thì các bạn bắt đầu thành lập doanh nghiệp, bắt đầu làm việc, tư vấn cho các bạn để các bạn mở doanh nghiệp để bạn làm, rồi xong rồi 2 năm cho tới 4 năm sau thì bạn đi làm gì, nó phải có kế hoạch đó các bạn, chứ đâu phải nói bữa nay rồi bữa mai tôi xách vali lên đường tôi quên Úc định cư. Trừ khi bạn đã có sẵn tài năng, ví dụ bạn đã có huy chương vàng Olympic, mình sẽ làm cho các bạn. Nếu bạn có huy chương vàng Olympic hoặc là bạn có những cái ví dụ như những cái tài năng đặc biệt của bạn mà là bạn là người số 1 ở Việt Nam luôn, mình sẽ làm cho các bạn. Ví dụ như một cái người, ví dụ bạn là diễn viên hài đi, hoặc là bạn có cái gì đó mà danh tiếng hay là gì đó mà bạn là số 1, số 2 ở Việt Nam đó. Bạn là gọi là chuyên gia trong cái lĩnh vực đó, đó. Bạn là đỉnh của đỉnh đó, đó nói vậy các bạn hiểu hiểu rồi. Rồi mình sẽ giúp những người này. Chỉ cần các bạn muốn thôi là lấy được à. Đó. Huy chương vàng Olympic hoặc là huy chương vàng của khu vực, huy chương vàng Olympic là nước nào nó cũng hốt hết đó. Rồi, ok, bây giờ mình nói về tuổi rồi đúng không? Tuổi rồi. Thì cái hồi nãy Cường nói á, thì ba thứ rồi. Bây giờ còn có một cái mới nhất của nước Úc này nữa. À không, mình quay lại mình hỏi cái này trước. À Cường từ khi lúc mà Cường nộp á là Cường khoảng 30 mấy tuổi ta, khi mà Cường nộp cho tới lúc mà mình Cường được gọi á, ví dụ như mà nó cách 2 3 năm nó mới gọi á, thì nó có tính điểm tuổi như thế nào, Cường nói cho mọi người biết luôn. Thế cái điểm tuổi họ sẽ chốt khi họ sẽ tính khi mà cái thời điểm mà mình nhận được thư mời của chính phủ hoặc là của bang. Ví dụ như mình cứ nộp năm 2017 đi, thì lúc đó ví dụ mình nói là mình 35 tuổi đi, thì cái thời điểm mà mình được mời á, được bang mời á, là 2018, thì lúc đó mình 36. Thì lỡ xui á, mà năm mà mình được mời á, mình qua một cái ngưỡng khác, ví dụ như là 41 tuổi á, thì cái thời điểm mà mình nộp mà không quan trọng. Thời điểm mình nộp á, nó vẫn dưới 40, nhưng mà ngay cái thời điểm mà Nó bang nó gọi á, thì mình là 41, ví dụ vậy, mình nói vậy, thì lúc đó điểm mình sẽ nó sẽ bị giảm xuống. điểm năm năm điểm
Đúng rồi, nó sẽ tính dựa trên cái thời điểm mà họ bắt họ xét hồ sơ của mình để họ gửi thư mời. Ví dụ như ngay cái thời điểm họ sờ đến hồ sơ của mình á, ví dụ trước đó mình nộp trước 40 tuổi rồi cái thời điểm mình nộp á, nhưng mà họ mò đến hồ sơ của mình á, ngay thời điểm mình mà họ mò á, là mình chỉ có mình trên 40 tuổi mình chỉ có 15 điểm thôi, nên họ sẽ tính 15 điểm chứ không phải tính là 25 điểm thôi nha mọi người. Đó, bởi vậy mình nói với các bạn á, là các bạn tranh thủ làm giấy tờ sớm để mình nộp sớm ha, còn các bạn nào đợi là tiêu á, càng chờ càng đợi càng delay, nó là tuổi nó không có chờ các bạn đâu ha, thời gian nó không có chờ các bạn đâu, mà các bạn phải dí theo thời gian rồi. Và điểm tuổi á, mình nói cái này cho các bạn hiểu, nó tính từ cái ngày sinh nhật của các bạn ha. Dạ. À, cứ đến ngày sinh nhật của bạn nó tính bạn tuổi mới, đến ngày sinh nhật nó tính tuổi mới nha, chứ không phải là đến ngày sinh nhật nó giống như Việt Nam tính tuổi đâu ha. Việt Nam tính tuổi là như tuổi đó, ở bên này tính tuổi là đến ngày sinh nhật đúng giờ đó là nó tính tuổi mới rồi, vậy thôi. Dạ. Rồi hồi nãy giờ mình nói ba bốn cái rồi đúng Dạ, không ta, bằng cấp, kinh nghiệm cấp làm việc, nghiệm tuổi. tuổi. À Cường bây giờ nói về tuổi, cái Cường nói thêm cái này nữa, nếu mà Cường nộp visa một mình Cường á, thì Cường được cộng 10 điểm, hoặc là nếu mà có người vợ mà có đúng ngành thì này nọ được thêm điểm nữa, điểm partner đó, Cường nói cái này À, luôn. điểm đó partner, nó gọi là điểm partner thì nếu mà bạn có partner, partner không nhất thiết là vợ hoặc chồng đâu, partner có thể là chỉ là người yêu thôi, thì có cách chứng minh cái quan hệ người yêu đó của mình. Thậm chí là cách đây gần một năm á, bên Úc họ đã chấp nhận người yêu đồng giới rồi ha các bạn. Nam nam vẫn tính partner bình thường và tương ứng là nữ nữ. Thì Cường partner á, có rồi nha các bạn, đồng giới rồi đừng thì partner hiện tại họ chia ra làm ba cái nhóm sau. Nếu mà bạn partner của bạn á, vợ hoặc chồng hoặc là bạn trai bạn gái đó, thì có điểm anh văn đạt cái chuẩn của Úc, chứ nữa mình sẽ nói đến cái cách tính điểm anh văn của họ, và có cái skill nằm trong cái nhóm mà họ cần á. Ví dụ như mình làm IT, vợ mình cũng ngành IT luôn, thì IT cũng là nằm trong cái nhóm. Ví dụ như mình làm IT mà vợ mình làm đầu bếp, ví dụ bạn lấy được cái skill assessment của họ, cái đánh giá tay nghề của họ, thì mình partner mình vừa có English nè, vừa có skill assessment nè, đánh giá tay nghề á, thì mình sẽ được 10 điểm cộng, mình được cộng thêm 10 điểm nữa. Còn nếu mà partner của mình á chỉ có English thôi, không có được skill assessment, thì mình sẽ được 5 điểm thôi. Còn nếu mà các bạn trẻ quá, các bạn chưa có lập gia đình gì hết, bạn single á, thì bạn sẽ được 10 điểm luôn. Đó là cái cách đó tính năm năm partner của mình. rồi là Dạ. không, năm vừa Dạ. rồi là chính phủ khuyến khích tại vì những người nào đều đang độc thân các Dạ bạn. dạ. Ủa nếu mà trường hợp của Cường đi, bây giờ mình nói lại nha, bây giờ trường hợp của Cường mà bây giờ Cường muốn nộp giấy tờ cho Cường đi trước đi, rồi sau đó Dạ. sẽ bảo lãnh cho sau, thì có cộng cho Cường giống như các bạn mà chưa có gia đình không, chưa có hay sao? Không, mà họ sẽ không là không có tính cái chuyện đó. Nếu mà ví dụ mình đã có vợ hoặc chồng rồi, tức là mình đã có partner rồi đó, mà mình cứ giống như mình bỏ qua thông tin đó để mình nộp theo cái Không phải dạng bỏ single á. qua, không phải bỏ qua mình vẫn ghi là mình có vợ có hai con luôn, nhưng mà khi mình nộp visa mình nói là tại vì vợ tôi làm việc ở Việt Nam với con tôi vẫn đang thích ở Việt Nam, không chưa muốn qua đây, tôi muốn qua đây trước vậy đó. À À rồi, thì có được cộng không 10 điểm không? không họ sẽ không tính mình là single đâu, họ sẽ vẫn tính mình là có partner, tại vì thì họ sẽ hiểu cái chuyện là mình qua đây rồi ha, mình sẽ đón vợ con mình qua thôi, nên họ sẽ không tính cái trường hợp đó là single. Dạ. Rồi rồi đó các bạn, nếu các bạn nhớ nha, đừng chơi chiêu này nha, mình hỏi mình biết câu trả lời rồi mình sẽ bỏ hỏi thôi đó, để Yeah. cho là có nhiều người chơi chiêu này đó nha. Đó, trừ khi trong giấy tờ của bạn không còn giống như nãy mình mới nói rồi rồi thì bây giờ mình sẽ chuyển qua có bốn cái vấn đề mình đã nói rồi ha. Bây giờ mình chuyển qua vấn đề quan trọng nhất theo Cường, cái vấn đề là tiếng Anh nó có quan trọng không, quyết định bao nhiêu phần trăm trong cái vấn đề là Cường có thường trú nhân Úc mà sắp tới là sẽ có quốc tịch Úc như vậy, đã được định cư rồi đó, thì cái vấn đề tiếng Anh của Cường á, Cường chia sẻ cái này cho các bạn. Dạ, yeah, thì trước khi mình nói vấn đề tiếng Anh đó, thì mình trả lời câu hỏi là nó ảnh hưởng bao nhiêu phần trăm đến cái cơ hội định cư của mình á, thì mình trả lời nhanh luôn là nó ảnh hưởng rất là lớn, 30 đến 40%, là không có tiếng Anh thì chắc mình không qua đây được đâu. Nhưng mà ý là mình trước khi mình dẫn câu chuyện đến cái điểm tiếng Anh á, thì các bạn biết đó là
Cái thang điểm định cư của Úc á, nó sẽ chia ra làm hai cái nhóm điểm chính. Thứ nhất là điểm dành cho những cái người ở offshore và những người ở onshore. Offshore tức là những người ở ngoài nước Úc, và onshore tức là những người đang ở trong nước Úc. Thì đang ở trong nước Úc á, họ sẽ có cơ hội có nhiều điểm hơn. Thì chút nữa nếu có cơ hội mình sẽ nói về các cái điểm, mình nói nhanh về các cái điểm liên quan đến những người đang ở nước Úc. Thì đối với những người đang không ở nước Úc tại thời điểm nộp và visa như mình á, thì cái điểm Anh văn hầu như là cái điểm mà nó quyết định á, tại vì hầu hết mọi người cái điểm tuổi là hầu hết ai cũng có tuổi rồi. Nó chỉ hơn nhau hơn kém là điểm thấp hay điểm cao một chút thôi. Điểm Rồi mình ngắt lời Cường chút xíu nha. Cường và gia đình Cường chưa một lần đặt chân tới nước Úc, đúng đúng rồi. không? Chưa hề đặt chân tới nước Úc một lần nào hết mà vẫn có được thường trú nhân Úc, là có được cái định cư Úc đó các bạn. À, là định cư vĩnh viễn luôn nha, chứ không phải là định cư vài vài tháng rồi đi về không, không, hoặc là vài năm đi về không. Định cư vĩnh viễn luôn mà Cường và gia đình chưa một lần đặt chân tới nước Úc, để mình nói cho các bạn hiểu. Đó, rồi. Ok, Cường tiếp tục. Dạ thì những người mà chưa bao giờ đến nước Úc mà nộp visa ngoài Úc như mình á, thì các cái điểm như điểm tuổi nè thì ai cũng có rồi, điểm bằng cấp thì hầu như ai cũng có, nó chỉ là cao hay thấp thôi. Điểm kinh nghiệm làm việc nè, và điểm partner. Thì điểm cuối cùng ở điểm Anh văn thì nó sẽ là quyết định cho cái cơ hội định cư của những người ở ngoài nước Úc, là mình gọi tắt là offshore ha mọi người. Thì Úc họ tính cái điểm Anh văn á, họ sẽ tính ba cái thang điểm như sau, ba thang điểm nhỏ như sau. Thứ nhất là nếu mà bạn nó level đầu tiên là giai đoạn là cái level nó gọi là competent, tức là bạn có Anh văn thôi. Bạn đạt được cái điểm mà họ gọi là competent, tức là có khả năng dùng Anh văn á, thì bạn sẽ không có điểm, bạn chỉ có bạn họ sẽ xác nhận là bạn có thể dùng Anh văn thôi, nhưng mà bạn không có điểm. Nếu mà bạn không có cái này á, thậm chí bạn không qua được, không có nộp hồ sơ được luôn. Nhưng mà nếu bạn có cái này á, bạn có cái competence á, bạn có thể nộp hồ sơ, nhưng mà bạn chỉ không có điểm Anh văn thôi. Cái level thứ hai á, nó gọi là provision, tức là cũng dùng tiếng Anh khá lưu loát á, nó gọi là provision, thì bạn sẽ được 10 điểm. Và cái level cuối cùng cao nhất á, nó gọi là superior, tức là bạn dùng tiếng Anh hơi hơi siêu siêu á, thì bạn sẽ được 20 điểm. Thì cái total cái điểm mà mình có khi mà mình nộp á là 75 điểm. Bạn thấy điểm Anh văn lúc đó mình được là 20 điểm rồi. 20 trên 70 á, 75 á, thì nó là một cái khoảng cách rất là xa. Bạn biết là để được 5 điểm á, nó rất là khó rồi, mà bây giờ tiếng Anh nó giúp mình được 20 điểm lên, nó gấp 4 lần như vậy á, thì nếu mà không tiếng Anh thì chắc chắn mình không có ngồi đây đâu. Rồi, ok, cảm ơn Cường. Thì các bạn thấy đó, bây giờ cái điểm mà định cư Úc đó, nó cạnh tranh với nhau từng 5 điểm. Phải không? 5 điểm là đã thấy một cái sự big difference rồi. Có những người muốn lấy được 5 điểm, ví dụ bây giờ các bạn suy nghĩ ngược lại giống như những cái mà nãy mình nói với Cường ha. Bây giờ muốn lấy được 5 điểm kinh nghiệm đi, thì phải làm bao nhiêu năm Cường? Ví dụ như từ 3 năm đến 5 năm á, tức là từ 5 điểm lên 10 điểm á, là mất 2 năm. Còn từ 10 điểm từ 5 năm lên 8 năm á, lớp mất 3 năm mới tìm được thêm 5 điểm nữa. Đó, các bạn muốn có được 5 điểm thôi mà bạn đã mất hết 2-3 năm rồi. À, bây giờ thì các bạn muốn mà được điểm cao như Cường, như tiếng Anh á, là bạn phải học đàng hoàng thôi, tập trung vô mà học thôi các bạn. Thì buổi sáng, bây giờ những cái video sau Cường sẽ chia sẻ về cái cách học tiếng Anh của Cường như thế nào ha, để mà được điểm như ngày hôm nay, và cái cách mà Cường chuyển từ được từ IELTS qua PTE như thế nào cho các bạn biết luôn. Rồi, hiện nay thì Cường cũng có phụ mình training cho các bạn, để các bạn có được điểm tiếng Anh đủ để các bạn được định cư Úc các bạn. Rồi thì thôi mình kết thúc video ở đây đi, rồi xong rồi những video tiếp theo mình sẽ chia sẻ các bạn sau thôi.